xin chào ông bà cô chú, mình xin chào các bạn. Ông bà cô chú ơi, các bạn ơi, hôm nay con có một thùng bánh kem nữa nè. Này đi con coi thử nè, coi nó có đẹp không. Chắc là nó đẹp hơn cái hôm bữa quá. Ui, cái này nó đẹp hơn đó có 4 cái nơ luôn á, hay là 5 cái nơ. Để con gỡ cái này ra coi thử nó có phải là 4 cái nơ không. Wow, đẹp quá à. Ai ra là 5 cái nơ đó con. Nó có một cái nữa nè, happy birthday to you. Đây, để con kêu mẹ con lấy ra. Nhưng con lấy ra con sợ nó bị sức lắm. Để con kêu mẹ con lấy ra giùm con. Mẹ ơi, mẹ lấy cái hộp bánh kem này ra giùm con đi mẹ. Rồi, chào mẹ. Wow. Mẹ con tự cắt bánh kem nhé mẹ yêu. Bánh kem đẹp thế. Hôm nay sinh nhật Quỳnh Nhi. Sinh nhật con hoài vậy. Thì hôm nay là 24 tháng 4 là sinh nhật của con. Vậy à. Đó. Wow, đẹp quá à. Chúc mừng sinh nhật con gái yêu. Ủa, cái này là viên bi để chơi nè. À vậy đó hả. Con nói là cái gì? Cái nón à. Cái này là cái nón. Happy birthday to you. Rồi con để lên đi cho nó đẹp. Nhìn dễ thương quá vậy. Còn đây là cái nơi con. Mẹ ơi, mẹ lấy cho con cái con dao đi con. Cắt cái này ra con mở cái. Rồi ok. Con mở cái này ra nha. Từ từ chờ xíu đi con, đây mẹ lấy muỗng. Dạ. Lấy muỗng nè. Đây cái muỗng của con. Wow. Nè, đây dao để con cắt. Mẹ yêu. Con. Rồi, cái này con cắt để vô đó. Mẹ để vô thì con không để vô được. Thì con cắt nữa. Xong đây, con cắt xong đây nè mẹ. Dạ. Các mẹ để vô cho con. Rồi ok. Đây nước ngọt của con. Đây mẹ. Rồi mẹ rửa cái đi ha. Để đây xíu đi mẹ rửa cho con. Rồi con xoay nó lại. Được rồi. Con gỡ hết nơi không được. À thôi gỡ bên đó đi. Dạ, tại vì con cắt bên này mà. Gỡ luôn cái em này ra luôn. Gỡ cái này ra luôn để con cắt nó. Đây. Wow. Ui, nhìn nè, đẹp không? Đẹp quá, con để lại xuống đây đi. Nó đẹp quá. Đâu, quả bóng hả? Dạ, cái này quả bóng đi chơi nè. Quả bóng tròn tròn, quả bóng xinh xinh. Đây, con gắt ra nè. Đó. Mẹ. Đây nữa. Rồi, xong rồi nè. Mẹ lấy ra đi mẹ. Rồi, ok nè, ống hút của con. Chờ mẹ xíu. Hình con này con gì vậy Nhi? Con này là con. Con tuổi con gì? Con là tuổi con chó. Rồi. Ống hút. Rồi đưa đây cho mẹ. Mẹ yêu. Từ từ đi con. Rồi. Đưa cái dĩa cho mẹ đi. Ở đây. Em chó dễ thương quá à. Rồi gỡ luôn cái này ra nha mẹ. Rồi con gỡ ra đi. Thôi để cái này đi ha. Cái này con muốn để dành nè. Con thích để đây con để. Con muốn gỡ ra con gỡ ra thôi. Nè mẹ. Mẹ lấy cái này mẹ đi rửa đi ha. Rồi để ra xíu. Ăn xong rồi mình chơi. Đây của con đây. Con cảm ơn mẹ yêu. Cái ống hút sao để vậy nó gớt làm sao. Nó lật vậy á. Dạ cũng mời ông bà cô chú ăn bánh kem mà mời các bạn bánh kem con mời mẹ ăn bánh kem. Giỏi. Ui mẹ ơi. Cái dính tay con nè. Đâu đưa đây cho mẹ. Rồi ok. Đây cái muỗng của con còn đây muỗng của mẹ nè. Để cho mẹ gỡ cái nơi ra luôn để đây con, đi. Con phụ mẹ nha. Đây. Rồi để mẹ cắt thêm bánh kem ra rồi. Cái này mình để luôn đi. Đó, cái nón nè. Cái nón. Sao ông hút nó chạy lên hoài vậy? Nó khóa chạy lên. Nó có ga, nó đội lên. Đó. Nó chạy lên. Này bánh kem ngon quá, con khóa nhớ là mấy cái vị sữa nè. Ngon quá. Rồi, đến lượt em đó đi qua tiếp. Đó. Mẹ cầm ngược rồi kìa. Mẹ cắt ngược hả? Rồi để đó. Ngon con. Mẹ cái này xích lên xíu đi mẹ. Chờ mẹ xíu đi.
Rồi. Cái quả bóng nó để bên đây, để chung với cái nơ, đúng rồi. Rồi, đó. Sao ngon không? Ngon lắm mẹ yêu. À, cái bánh kem này bên trong có bông lan. Bánh bông lan nè, nước sốt nữa nè. Nước sốt thơm. Bánh kem thơm ngon, mình mời cả nhà nha. Bên đây có hành trái tim nữa nè. Hôm bữa là không có trái tim. Ngon quá. Cái sữa này nó béo. Dạ con ăn mặc sốt sốt nè, mẹ thích ăn không nè, cho mẹ ăn nè. Con ăn đi. Ngon quá à. Lại nắng lên nữa rồi, hồi nãy mưa. Tưởng đâu mưa to, ai ngờ đâu mưa có mấy hạt rồi cả nhà ơi. Mấy hạt ít lắm. Có mềm biếp rồi Nhi. Nó đậu lên cây bơ rồi, con thấy không? Thấy chưa, nó vàng vàng ngoài á. Đang đậu cây bơ kìa. Có mềm biếp màu vàng con. Màu vàng. Màu vàng giống như màu cam cam á. Cái đuôi nó màu đen. Hai con luôn. Con nghe tiếng kêu của nó rồi. Nghe tiếng kêu thôi, nhưng mà nghe tiếng kêu không thấy, không thấy em nhìn được. Mấy con chim yến của chú ngoài kia kêu quá chừng luôn. Vỏ bóng đẹp quá, còn lấy vỏ bóng ra đi. Nó cũng y chang nha. Coi mẹ coi thử này là gì. À, này là kem. Cái mũi à, cái mặt em chó. Cái mũi, cái đó cái mũi. Đây là cái mũi nè, cái này là cái đầu nè. Cái đầu ở trên đây nè. Ủa vậy hả? Thì ăn luôn cái mũi của nó đi. Cái mũi dễ thương đó nè. Đi cái mũi, đi cái mũi, còn ở dưới đây cái miệng này ăn mất tiêu rồi. Ngon quá, béo, bánh bông lan thì nó mềm mềm. Nó mềm mềm, mềm mềm, dẻo dẻo. Thơm ngon, béo bổ. Cái này bổ, bổ thì mình phải ăn một lần thôi, chứ không ăn nhiều. Ăn nhiều là không có tốt cho sức khỏe. Con ăn cái gì cũng vừa thôi. Bánh kẹo cũng vậy luôn nè. Miệng bự dữ. Rồi cẩn thận nha con. Thì mẹ cắt ra thêm mẹ ăn, mẹ phá ăn cái bánh bông lan á. Đó. Con khóa ăn cái kem. Con nít đứa nào cũng khóa ăn kem hết đó cả nhà. Cái kem nó ngon, nó béo nữa. Miệng mẹ cũng dính. Sao hôm nay học vui không? Vui. Hôm nay được ăn bánh bao. Vậy hả? Dạ, ăn bánh bao hình tròn. Lúc thì nướng nè, mà lúc thì ăn không nó ngon. Hôm nay cô cho các con tập làm nội trợ đúng không? Dạ. Hôm nay trong trường con có trò chơi mới hả? Dạ, trò chơi mới. Thì cô có cho ra chơi chưa? Cái đó chú còn bọc lại mà mẹ, tí nữa chú gỡ mấy cái kia ra, xong rồi chú làm xong cái chú để cho mấy em đi vô đó chơi á. Vậy hả? Chú để trong đó cho mấy em có trò chơi mới để chơi, chứ chơi cầu trượt với con rồng kia nó ngán. Có trò chơi mới là phái đúng không? Hai con rồng luôn, giống như ở lớp trường 9 á. Sướng là trường nay có đồ chơi mới, sướng quá vậy. Ngon quá. Rồi hôm nay ăn hết cơm không? Hết cơm, hết canh, hết thịt lương. Vậy là hôm nay cô cho các bé làm nội trợ là ăn bánh bao, không uống sữa đúng không? Dạ không, uống sữa rồi no rồi ăn bánh bao không nổi. Hôm nay cô, hôm bữa cô ra ngoài chợ, cô
cô mua bánh bao về cho mấy em ăn á. Nhưng mà bánh bao đó nó không giống bánh bao mà mình mua siêu thị á mẹ. À bánh bao có trứng cút không? Dạ không, nó hình tròn, nó có hình tròn giống như cái đồ đây con ốc đi trốn trong đó khi có mưa á mẹ. À vậy hả? Bánh bao hình tròn. Nhưng mà nó trắng hơn. Nó có nhân không? Có nhân thịt không? Nó không có mẹ. Nó không không gì thôi. À, nó bánh bao không á hả? Ui. Đi mẹ uống cho. Nè mẹ. Đây. Ui, nó phóng lên. Bưng cái... Ui, ai mà là hút bằng cái tay. Cái chừng nó rớt. Chừng nó rớt luôn. Này nó có ga. Nó có ra là nó phóng lên. Mình uống bớt thì nó sẽ không còn phóng lên nữa. Nó còn thì nó sẽ phóng lên. Ngon quá. Mẹ ơi, mẹ ơi. Xong quá. Cái mẹ gửi cái này cho con chơi đi. Rồi ok. À, nãy con cứ tưởng như là cái này không có đu á. À ý là con tưởng cái này nó không có cái cây này đúng không? Dạ. Mà nó y chang luôn cái kia luôn á, nhưng mà nó lại bự hơn cái kia con cắt rồi. Con cắt rồi, con cắt cái đuôi này rồi hả? Con cắt rồi. À ý là đem dẹp á. Dạ. Ừ. Con cắt con để trên cái ghế á. Nhưng mà nhưng mà mẹ nói con nghe nè, con chơi cái đó là con phải ngồi một chỗ con chơi. Con không được cầm mà con chạy ra chưa? Tại vì cái này á, nó có cái đầu này nè. Lỡ nó đâm vô người á là tiêu luôn á. Là ngủm củ tỏi luôn á. Ngủm củ tỏi à? Cái này đâu có củ tỏi đâu mà ngủm. Ngủm củ tỏi. Nghe gì không có hiểu ngủm củ tỏi. Tưởng ra là cái củ tỏi của mình ăn hết cả nhà. Mà nó không có ở trong cái đó. Mấy cái đồ dùng nào không có củ tỏi. Mẹ nó ngụm củ tỏi mà con tưởng là củ tỏi thiệt. Hôm bữa nói cho mẹ nghe cái này nha. Sao hôm bữa con coi cái phim gì mà cái em khi con á, em ăn cái gì em ăn cái củ tỏi, cái em ăn xong cái em chảy nước mắt luôn, ăn xong cay quá không ăn nữa kia, cái nhắm cái mắt lại làm đi. Dạ khóc hả? Thật luôn á mẹ, nó khóc thật luôn á. À. Nó thấy cay quá nó không ăn được á. Thì đúng rồi, củ tỏi nó cay mà con. Nhưng mà mình tỏi mình xào. Mình xào cái món gì á mình đem mình bầm tỏi ra, xong cái mình đem mình bỏ vô, bỏ dầu vô, xong rồi mình cháy lên cho nó vàng, nó thơm lắm. Kho thịt, kho cá là ngon á. Ui, mẹ ơi. Không sao hết, con để nó đi. Rồi con ăn nữa không? Mẹ cắt cho con. Không. Mẹ ăn cho cái này. Rửa hai em luôn. Ngồi đợi mẹ nha. Dạ. Mẹ rửa cho. Dạ. Ngồi đợi mẹ đi. Hôm bữa là có cái nồi siêu to khổng lồ luôn á ông bà cô chú ơi các bạn ơi. Nó màu trắng nó siêu to khổng lồ, còn đây là cái màu hồng siêu nhỏ. Đây. Cho được rồi này à. Mình dễ thương không? Giống cái màu áo con không? Giống cái cài tóc của con không? Dạ giống, nhưng mà cái cài tóc của con nó có mấy cái này nè. Đó là cái màu á. Kim tuyến hả? Cái hình đó, nhưng mà nó phát sáng được. Nó phát sáng khi có bóng sáng đó mẹ. Nó giống cái màu áo của con đó. Nó giống đây nè, đây mẹ. Đo đây nè, nó giống cái cài tóc con đây nè. Cái màu hồng á. Ở dưới đây nè. Đúng rồi. Nhớ hay chưa, cái đó chơi mình không, mình ngồi ở chỗ mình chơi thôi, còn khi nào con đi đâu á thì con đem con cắt nó đi. Dạ.
nghe chưa, không có được lấy chơi, chơi mà mình chạy rất là nguy hiểm luôn á. Mà cái này có không được đem vô lớp, á mình đem theo cái mình lỡ mình té xuống thì nó đâm vô mình đó. Đúng rồi, vì trong trường á các bạn của con rất là đông, các bạn chơi, các bạn giỡn, các bạn đâu có thấy đâu, lỡ nó rơi rồi té vô nó đâm luôn á, tiêu luôn á. Ừ, để mẹ giặt mấy cái nơ đó cho con chơi nha. Một cái nữa đâu. Hả, ơi nè. Năm nơ. Năm cái nơ. Ừ. Rồi bây giờ mình ăn xong rồi mình làm sao ta? Từ từ, từ từ. Dạ con ba ông bà cô chú, cô chú ông bà cô chú nhìn sức khỏe là cái cơm. Rồi con nhém mình ra các bạn, hẹn gặp lại sau, bye bye. Rồi con vô đi. Con vô chơi với mấy cái này. Cái này là con để cho mẹ giặt, còn cái này là mẹ khỏi cần giặt, nhưng mà mẹ lại rửa. Ừ rồi ok. Tại vì cái này là giấy. Thôi con đi vô đây. Rồi vô đi con.